电视里面大概 80% 的电量使用。Giới thiệu mình tên là Hoa, là chủ của công ty trách nhiệm, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hoa, địa chỉ 272 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Công ty mình đã có kinh doanh trên thị trường được 23 năm rồi và là một trong các cửa hàng chuyên bán hàng của Inox, tức là được thương hiệu là Golit Seal, chuyên kinh doanh về sản phẩm Inox và American chính hãng. Đồng thời mình cũng là đại lý phân phối chính thức của đèn sưởi hang thương hiệu của Đức và tấm nhôm Ram. Như chị vừa mới giới thiệu thì chị là đại lý chính thức của cả đèn sưởi tấm hang và tấm nhôm Ram đúng không ạ? Và vậy thì chị có thể cho em hỏi là thị trường của hai dòng sản phẩm này như thế nào ạ? Hiện tại thì là đèn sưởi hang ấy là một trong những thương hiệu đứng đầu về đèn sưởi trên thị trường bây giờ. Khi mà khách hàng tìm đến cửa hàng mình ấy thì là điều đầu tiên người ta hỏi đến về đèn sưởi thì là người ta đã nói đến hang rồi, đã hỏi ngay đến thương hiệu của hang. Hang có cái ưu điểm là nó có thị phần rất lớn và nó có rất nhiều sản phẩm cho khách hàng lựa chọn, từ đèn sưởi 2 bóng, 3 bóng, 4 bóng âm trần và rất nhiều loại nữa. Đồng thời là hang còn phân phối cả tấm trần nhôm để thiết kế trong các trần của nhà vệ sinh, nó rất là đẹp và thuận lợi và rất là thẩm mỹ nữa, nên là khách hàng rất là ưa chuộng. Vâng, có nghĩa là trong nhà tắm thì khi mà chúng ta kết hợp giữa trần nhôm Pram và đèn sưởi để tắm hang thì không những là nó mang lại chất lượng tốt mà còn mang đến độ thẩm mỹ cao đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì có rất là nhiều sản phẩm và đèn sưởi nhà tắm hang thì như chị nói là nó có thị phần rất là lớn và như chị vừa giới thiệu là cũng có rất là nhiều chủng loại. Vậy em muốn hỏi thêm là về cái chính sách bảo hành của hang thì có tốt không ạ? Chính sách bảo hành của hang thì rất là nhanh, gọn. Nên là có những sản phẩm bảo hành 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nên khách hàng cũng rất là thích dùng và khi mà có vấn đề gì trục trặc cái gọi điện là công ty đến xử lý ngay rất là nhanh. Vâng. Và như vậy thì có thể biết được là cái sản phẩm của hang thì có thời gian bảo hành rất là lâu đúng không ạ? Đúng. Nên rồi, là khách hàng sử dụng thì hoàn toàn có thể yên tâm. Vậy thì đèn sưởi nhà tắm hang có nhiều, như chị vừa nói là có rất là nhiều chủng loại. Và như em được biết thì không, nhà tắm thì mỗi nhà nó có diện tích khác nhau. Vậy thì hang nó có nhiều dòng, ví dụ như là phù hợp với từng diện tích phòng tắm không ạ? Đúng rồi, nó sẽ những phòng tắm nhỏ thì người ta sẽ sử dụng 2 bóng, 3 bóng. To thì người ta dùng đèn sưởi 4 bóng âm trần, có cả quạt hút và đèn chiếu sáng luôn, cũng rất là thuận lợi. Thế nó có tích hợp rất là nhiều tính năng trong sản phẩm đó và cũng rất là đẹp nữa. Vâng ạ. Vâng, và em xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Các bạn thân mến, như những gì mà chị Hoa vừa chia sẻ thì các bạn đã có thể hiểu hơn về các dòng sản phẩm tại đại lý mà chị đại lý Sơn Hoa cung cấp, cũng như là hiểu thêm về chất lượng nội dung của dòng sản phẩm đèn sưởi để tắm hang cũng như là trần nhôm Pram. Và nếu có nhu cầu sử dụng các cái dòng sản phẩm chính hãng với chất lượng tốt về các thiết bị trong nhà tắm hay nhà vệ sinh thì các bạn đừng quên đến với đại lý Sơn Hoa tại địa chỉ số 272 đường Láng, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Còn bây giờ Linh Trang cũng như chị Hoa đành phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau.